Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Cuối chấp trước, nhân viên sân thi đấu đã tra ra được giấy phép hoa tiêu của Lâm Yên. Không những vậy Lâm Yên còn là tử thần đường đua Zeva. Lão thang nghe được Lâm Yên có giấy phép hoa tiêu thì ngạc nhiên thốt lên. Sao có thể? Cô ta đến đua xe là gì còn không biết? Sao có thể là hoa tiêu giải toàn cầu được? Có phải các người nhầm rồi không? Anh nhân viên thi đấu nhìn Lâm Yên với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, anh thầm nghĩ, nữ thần luôn không thích công khai thân phận, dáng vẻ của cô ấy cũng chỉ có vài đệ tử biết, ngay lập tức anh lấy tay che màn hình lại, quay sang lão Thang mà quát lên, anh Thang, anh không tin hệ thống sao, hay là anh nghi ngờ tính minh bạch của tổ ủy hội chúng tôi? Lão Thang nhìn thấy giấy phép đệ nhất giải đấu toàn cầu có tên Lâm Yên, nhưng tên Diva đã bị che đi. Lão Thang sửng sốt thốt lên, "Không, không phải vậy." Anh nhân viên tươi cười nói, "Các vị, tôi và cô Lâm còn có chuyện để nói, các vị có thể ra ngoài chút không?" ngay lập tức mọi người mở cửa rời đi chỉ còn mình Lâm Yên ở lại anh ta hí hửng cầm bộ đồ thi đấu chạy đến nữ thần Ziva, tôi là fan trung thành của cô nghe vậy Lâm Yên ngạc nhiên từ sau lần thi đấu đó cô đã biến mất chúng tôi tìm cô rất lâu cũng không tìm được cô lần này có thể được nhìn thấy cô ở đây tôi thật sự rất kích động tôi có thể mời cô ăn cơm không 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 cô có thể ký tên cho tôi không Lâm Yên ngạc nhiên thốt lên sao anh nhận ra tôi anh nhân viên chỉ tay vào màn hình máy tính và hỏi cô chưa từng tra giấy phép giải một lít toàn cầu của bản thân sao trên giấy phép có tên tiếng Trung và tiếng Anh của cô, thấy vậy Lâm Yên xấu hổ ngẫm nghĩ, sơ suất rồi, không nghĩ là sẽ sơ hở ở đây, dứt dòng suy nghĩ, Lâm Yên liền ký tên Jeva lên trên áo thi đấu, cầm chiếc áo có chữ ký lên, anh nhân viên khoái chí thốt lên, tốt quá rồi, cuối cùng tôi cũng có chữ ký của cô rồi. Ồ đúng rồi nữ thần, tôi có một người bạn gọi là Vệ Tử Phong, là fan cứng của cô. Trận đua này cậu ấy cũng đến, nếu cậu ấy biết cô, nghe đến Vệ Tử Phong, Lâm Yên liền nhớ lại hình ảnh, anh ta tức giận quát lên, im miệng, không được sỉ nhục nữ thần của tôi nếu cô mà là cô ấy tôi sẽ nhảy từ cửa sổ xuống lâm yên mỉm cười nói tôi không muốn người khác biết thân phận của tôi anh có thể giúp tôi giữ bí mật được không anh nhân viên nghiêm túc đồng ý xin nghe theo lệnh nữ thần nữ thần tôi có một yêu cầu vô cùng quá đáng tôi có thể có một phương thức liên lạc với cô không ngay lập tức lâm yên rút tờ giấy ra cô viết số liên lạc của mình lên trên đó lâm yên vừa nói vừa đưa tờ giấy cho anh ta đến giờ rồi tôi đi thi đây anh nhân viên trịnh trọng đưa hai tay đón nhận phương thức liên hệ của nữ thần hu 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 anh hạnh phúc đến phát khóc luôn ngay lập tức anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Cẩu alo tôi muốn xin nghỉ cái gì không cho nghỉ vậy anh coi như tôi bỏ bê công việc đi ông đây phải đi xem trận đấu hôm nay cùng lúc đó bên trên khán đài nam nhớ lo lắng nói với duật thành anh cả anh thật sự muốn ở đây xem chị dâu thì đấu sao ở đây nhiều người quá em lo sức khỏe của anh sẽ không chịu được có cần em đi nói một tiếng với người phụ trách sắp xếp cho anh một phòng khách vip duật thành liền từ chối không cần ngồi ở đây là được rồi anh muốn cùng tất cả mọi người hoan hô chúc mừng cô ấy lúc cô ấy tỏa sáng nhất nghe vậy bùi nam như thầm nghĩ anh ấy thật sự thay đổi rồi bên dưới sân thi đấu hạ lạc phong hí hửng nói chị yên không ngờ chị lại có chứng nhận hoa tiêu lích toàn cầu chị đỉnh quá minh khải bực tức nói to mèo mù vớ phải cá rán thôi minh khải ngồi vào trong xe anh tức tối quát lên mau lên bởi vì mày mà trễ cả buổi rồi hạ lão ra bước đến dặn dò tiểu yên tiểu phong nhớ là phải trợ giúp minh khải để mó tiến vào top 3, lâm yên đội nón vào cô gật đầu đồng ý vâng con biết rồi ông ngoại nói xong lâm yên xoay người rời đi nhìn theo bóng lưng lâm yên hạ lão ra ngạc nhiên nghĩ sao có cảm giác tiểu yên và Zeva có chút giống nhau cả hai ngồi vào trong xe hạ lạc phong căng thẳng đợi hiệu lệnh xuất phát tiếng còi hiệu vang lên tất cả những chiếc xe nhấn mạnh ga lao về phía trước tiếng động cơ gầm rú vang lên mạnh mẽ bên lề chuyện bùi vũ đường khóc lóc ngẫm nghĩ vì sao anh cả cho chị dâu chơi đua xe còn mình thì không chứ chỉ có mình đường đường là bị tổn thương thôi nhìn thấy lâm yên ngồi trong xe đua vệ từ phong ngạc nhiên thốt lên người này thật sự giống lão đại quá đi nếu không phải biết là lão đại sẽ không tham gia những cuộc thi cấp thấp như vậy khoảnh khắc này tôi sẽ tưởng đây chính là lão đại đó anh nhân viên trường đua ngồi kế bên liền nói hoặc là có thể nào đây chính là lão đại vệ từ phong liền nói to sao có thể chứ nếu cô ấy thật sự là lão đại tôi sẽ ăn mất cái tivi này luôn đó cậu bạn tay cầm ly cà phê anh ngơ ngác nghĩ đến hình ảnh vệ từ phong nuốt chiếc tivi vệ từ phong lên tiếng hỏi nói mới nhớ đã lâu không có tin tức của lão đại cậu nói xem lão đại đã đi đâu rồi nhỉ anh nhân viên liền chu mỏ ra hiệu hoặc là cũng có thể nào lão đại của chúng ta xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt vệ từ phong chóng tay lên ghế ngạc nhiên hỏi lại ý cậu nói lão đại là người hoa quốc có khả năng lúc tôi gặp được lão đại tuy là chị ấy đang đeo khẩu trang nhưng thực sự nhìn có nét của người hoa đó vệ từ phong hí hửng thốt lên hay ra tiếc là chỉ có một người fan may mắn là tôi được gặp lão đại nếu không thì có thể thảo luận tìm hiểu với nhau rồi nhưng anh đâu biết rằng cậu bạn ngồi cạnh bên cũng đã gặp qua lão đại và lại còn có thông tin liên lạc nữa chứ vệ từ phong cười khoái chí anh ta vỗ vai an ủi cậu cũng đừng buồn nữa nói không chừng có một ngày cậu sẽ được giống tôi tiếp xúc gần với lão đại anh nhân viên trường đua thầm nhũ trong lòng nhịn đi nào mày đã đồng ý với lão đại sẽ giữ kín bí mật nhịn thôi nào vệ từ phong nhìn vào tình hình trên đường đua anh thốt lên trận đấu này hạ gia thua chắc rồi cậu nhân viên liền phản bác lại không tin hạ gia chắc chắn thắng đội xe của lão thang xưa nay đều mạnh hơn hạ gia đừng nói đến lần này hạ từ phong còn đổi một hoa tiêu mới trận này chắc chắn thua rồi không thể nào đội xe của hạ gia chắc chắn sẽ thắng nếu còn tin chúng ta đánh cược đi anh nhân viên liền giao kèo, nếu đội xe của Hạ Gia thắng, tôi sẽ lấy tấm ảnh quý giá có chữ ký của lão đại của cậu, nếu cậu thắng tôi đưa cái áo có chữ ký lão đại cho cậu. Vệ Từ Phong tự tin đồng ý giao kèo, trên đường đua, những chiếc xe lao nhanh vun vút, tiếng động cơ gầm rú vang trời. Anh nhân viên hí hửng nghĩ, hay a, à, có lão đại ở đây mình thắng chắc rồi hề hề hề. Trên đường đua, xe của Hạ Lạc Phong đang đuổi sát đội xe lão thang, nhìn thấy tình hình, Lâm Yên quát lên, tăng tốc mau, đạp ga hết mức. Lạc Phong ngạc nhiên thốt lên, nhưng mà chị Yên, trước mặt là khúc cua quanh núi chúng ta vẫn tăng tốc sao lâm yên nói to nghe chị chỉ huy sau một vài giây lưỡng lự hạ lạc phong đành nghe theo được rồi em nghe chị yên anh nhấn mạnh chân ga hết mức trong lòng anh sợ hãi nghĩ hu 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 chị yên giữ quá đi dù sao cũng đứng bét rồi cứ coi như để chị yên trải nghiệm thú vui đua xe đi gần tới khúc nguy hiểm lạc phong liền hỏi chị yên phía trước là khúc cua quanh núi rồi chúng ta vẫn tăng tốc sao lâm yên hét lên tăng tốc xe của hạ lạc phong dần áp sát chiếc xe phía trước tên tài xế của đội xe lão thang khinh thường nhìn hắn ta giơ ngón tay giữa ra khiêu khích hạ lạc phong tức tối quát lên sao hắn ta dám lâm yên liền ra lệnh dựa vào đường núi cho xe rẽ trái 90 độ vượt hắn ngay lập tức lạc phong xoay vô lăng ngay lập tức chiếc xe kia vượt lên chặn đầu xe lạc phong lại hắn ta lượn qua lượn lại nhằm không cho hạ lạc phong vượt lên lạc phong tức tối quát lên đây đúng thật là oan ra ngõ hẹp lần nào gặp được xe của lão thanh cũng nói cho tên nhóc trước mặt chặn đường em lần này lại nữa không ổn vượt không được nếu chúng ta thật sự muốn vượt lên rất dễ xảy ra sự cố chị yên nếu thật sự đã không được thì bỏ đi vậy lâm yên liền nói to bỏ đi à trong từ điển của lâm yên tôi không có hai chữ bỏ đi ngay lập tức cô chụp vô lăng quát lên mau tránh ra hạ lạc phong lo lắng hỏi chị yên chị làm gì vậy chị không biết đua xe thì đừng có quậy nữa mau bỏ ra đi lâm yên không nghe theo cô quát lên đạp ly hợp ngay lập tức lạc phong đạp mạnh xuống lâm yên tiếp tục chỉ đạo thắng xe thắng đến cùng hạ lạc phong kinh hãi nói tốc độ này thắng lại tuy sợ hãi nhưng anh cũng làm theo bánh xe thắng lại canh két chiếc xe trượt dài trên đường ngay lập tức lâm yên quát lên giảm phanh đạp ga hạ lạc phong ngay lập tức làm theo chiếc xe ngay lập tức lao vun vút đi vứt qua mặt xe phía trước tình huống ấy khiến cho mọi người há hốc mồm ngạc nhiên nhìn theo đây chính là chiêu thức nổi tiếng chắc rượu phiêu di của đồ tể chết chóc đồ đệ sa hoàng zêva xe hạ lạc phong lao vun vút đi trên đường lâm yên không quên giơ ngón tay khiêu khích lại trong khi hạ lạc phong run rẩy vì không tin được tình huống đó màn hình tv chiếu lại tình huống xe của hạ lạc phong bình luận viên sung sướng thốt lên không biết mọi người có nhìn thấy không vị tuyển thủ của đội xe hạ ra này không ngờ lại làm được động tác sa hoàng kinh điển làm nên tên tuổi của tử thần thật sự quá tuyệt luôn anh không ngừng tán thưởng nếu như ban nãy mình không nhìn nhầm lạc phong từ đầu đã bị chiếc xe thủ của đội xe lão thang chặn cứng giật thành khoanh tay anh dõi theo cuộc đua không ngừng tán thưởng bình luận viên tiếp tục nói sau đó cậu ấy giảm tốc độ xe chạy được khoảng 40 mươi mét trong vòng 5 giây vượt qua đối phương ở đây có một điểm mấu chốt rất đáng sợ hạ lạc phong đã đổ đầy xăng sau đó mới vượt qua bên sườn đối phương vào lại đường đua thuận tiện vượt qua chiếc xe phía trước loại kỹ thuật này thật khiến người ta kinh ngạc vị tuyển thủ hạ lạc phong này sẽ có biểu diễn đặc sắc gì tiếp theo đây chúng ta cùng nhau chờ đợi nào nhìn thấy hình ảnh đó vệ từ phong không tin được anh tròn xoe mắt nhìn anh lấp bấp nói làm làm sao có thể cậu ta thế mà có thể cậu bạn ngồi cạnh bên cười khoái chí ha 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 tôi đã nói rồi đội xe hạ ra thắng chắc hơn nữa mấu chốt còn ở trên người hạ lạc phong cậu còn không tin đúng rồi cậu có cảm thấy cú vượt sườn xe này cực kỳ giống sa hoàng không cậu nghĩ xem sa hoàng là đồ đệ của ai chiêu này là ai dạy vệ từ phong liền nói trùng hợp mà thôi nhưng mà lạ thật vừa nãy nhìn lại không giống trùng hợp chính xác là đang xảy ra chuyện gì vậy cùng lúc ấy trên xe hạ lạc phong kinh ngạc thốt lên trời ơi chị yên vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy vừa nãy em thực hiện được chắc dực hoành phiêu rồi lâm yên liền nói trùng hợp thôi đừng nhìn chị nhìn đường lâm yên tiếp tục chỉ đạo duy trì tuyến bên trái phi lên tiến vào khúc cua ngắn đoạn 4, bao quát đường đua tăng tốc chạy 120 trăm hai phi lên khúc cua ngắn đoạn 4, mở van ga thông qua là phong nghe theo chỉ đạo chiếc xe lao vun vút trên đường anh ngẫm nghĩ trong đầu đây thật sự là trùng hợp sao nếu như chỉ là trùng hợp Vậy vì sao chị Yên có thể hiểu rõ tình trạng đường và tình trạng xe như thế? Không đúng, không thể nào. Anh quay sang nhìn Lâm Yên mà nghĩ, cú vượt sườn xe chắc dực hoành phiêu vừa nãy không phải mình thực hiện, tất cả mình đều nghe theo chỉ huy của chị Yên, hơn nữa lúc đó người cầm vô lăng là là chị Yên, cho nên cú chắc dực hoành phiêu kia là chị Yên thực hiện. Nhìn thấy Lạc Phong mất tập trung, Lâm Yên quát lên, đã bảo rồi đừng nhìn chị, nhìn đường. Đường hẹp, vào đoạn cua đường chắn ba mở ga, đến khúc của đoạn 4 đường chắn, Hạ Lạc Phong sợ sệt làm theo. Anh thốt lên ba ba, à không phải, chị Yên, vừa nãy là chị làm chắc rực hoành phiêu rốt cuộc học ở đâu vậy lợi hại quá đi lâm yên liền đáp tiếp tục lái xe đừng phân tâm nữa lạc phong nghiêm túc làm theo đều nghe chị hết nhìn vào tình hình lâm yên suy ngẫm hạ lạc phong tốn quá nhiều thời gian ở đống gồ đoạn ngặt bọn họ sắp chạy xong một vòng rồi trừ khi mình thay em ấy nếu không thì không có cách lấy được hạng một ngược lại là hạ minh khải sau một lúc suy ngẫm lâm yên liền quyết định cô quát lên phanh xe mau lạc phong hốt hoảng dừng lại được thôi chị yên chiếc xe dừng lại bên đường mặt cho những xe khác vượt qua lâm yên bình thản nói với lạc phong ở đây đợi là được rồi nghe vậy hạ lạc phong sửng sốt hả lên bình luận viên liền nói xe của hạ lạc phong đã dừng lại rồi không biết là xe xảy ra vấn đề gì trước mắt đang ở hạng cuối có chút kỳ lạ nếu như xe xảy ra vấn đề xe thủ nên nghĩ cách sửa chữa đầu tiên nhưng lại dừng một chỗ thờ ơ như thế lần đầu tôi gặp phải chuyện này nên cũng không hiểu rõ bùi nam nhớ ngạc nhiên hỏi giật thành anh anh hiểu chị dâu đang làm gì không giật thành liền đáp lại không nhưng cô ấy làm vậy chắc chắn có lý do của mình nam nhớ cúi xuống anh sửng người khi nhìn thấy màn hình của giật thành hiển thị 24 tấm gương hiếu thảo bước đầu làm chồng vợ làm gì điều đúng bên trong khu chỉ huy hạ hùng bực tức gọi cho lạc phong hạ lạc phong cậu làm gì vậy xe xảy ra vấn đề tại sao không thông báo lạc phong khó xử nói bác cả xe không có vấn đề hạ hùng tức giận hét lên không có vấn đề không có vấn đề cậu dừng xe làm gì hạ lạc phong quay sang nhìn lâm yên mà nói là chị yên bảo cháu dừng cậu nói cái gì lâm yên bảo cậu dừng xe cô ta là cái thá gì bảo cậu dừng xe là cậu dừng à hạ lạc phong không phải não cậu có bệnh giống lâm yên rồi chứ cô ta cái rắm chó còn không hiểu cậu còn nghe cô ta mấy người có bệnh rồi còn không mau tiếp tục đua nếu như thua rồi lâm yên quay sang quát lên tắt đi ồn ào quá ngay lập tức lạc phong nhấn nút tắt anh ngoan ngoãn như con mèo con chị yên em tắt rồi á một lúc sau tiếng động cơ gầm rú sau lưng lâm yên khẽ cười nói đến rồi hạ lạc phong ngơ ngác hỏi đến rồi cái gì á lâm yên liền nói hạng một và hạng hai đến rồi hạ lạc phong thở dài đúng á bọn họ đều đi được ba vòng rồi chúng ta mới vòng một lâm yên liền chỉ đạo dẫm chân ga tăng tốc đến số 40. hạ lạc phong theo lệnh anh nhấn ga chiếc xe chạy chậm chậm như rùa bò nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai chiếc xe đang lao đến lâm yên lên tiếng đưa vô lăng cho chị nắm lấy vô lăng lâm yên tự tin thực hiện kế hoạch tiếp theo đây xem tôi làm sao đem hạ minh khải dẫn lên hạng một lâm yên điều khiển chiếc xe trận đầu kìm hãm tốc độ hai xe phía sau cô liền ra lệnh mở máy thu âm chuyển kênh sẵn nói với ông sau khi hạ minh khải đuổi lên trực tiếp từ bên phải vượt qua tốc độ phải nhanh hạ lạc phong hưng phấn dạ lên ngay lập tức anh làm theo chỉ thị anh gọi cho hạ lão ra ông nội nói anh minh khải đến vòng thứ ba vượt từ bên phải tốc độ nhất định phải nhanh đừng có giảm tốc hạ lạc phong hào hứng thốt lên thật là kích thích quá đi ngay lập tức xe của hạ minh khải tăng tốc vượt qua lâm yên liền nói đạp thắng mau lần lượt những chiếc xe phía sau qua mặt lạc phong ngạc nhiên hỏi chị yên chúng ta không chặn nữa sao không cần hiện giờ để bọn họ đuổi theo cũng không thể đuổi kịp hạ minh khải sắp chạy xong vòng thứ tư rồi lâm yên cho mày cô lo lắng nhớ lại bánh xe của minh khải bơm quá căng sợ là sẽ nổ bánh xe hạ minh khải ở bên phải sắp nổ rồi lâm yên liền cho xe lùi lại hạ lạc phong ngạc nhiên hỏi chị yên đây là sao á xe của minh khải vừa qua mặt lâm yên quát lên lốp xe hạ minh khải sắp nổ rồi nghe vậy lạc phong hốt hoảng hả lên lâm yên điều khiển xe đuổi sát xe minh khải bất ngờ tiếng đùng vang lên bánh trước của lâm khải phát nổ xe mất lái xoay vòng trước đích đến nhận thấy tình hình lâm yên nói to đạp chân ga đẩy xe của anh ta vào hạ lạc phong dạ lên anh liền làm theo lệnh đạp mạnh chân ga chiếc xe lao nhanh đẩy xe của minh khải lao về đích đến tiếng pháo hoa vang lên báo hiệu kết thúc cuộc đua bình luận viên thốt lên chúc mừng đội xe hạ gia giành được quán quân bên trên khán đài khán giả hò reo tán thưởng bùi duật thành cùng nam nhứ đứng dậy ra về nam nhứ liền hỏi anh không ở lại đợi chị dâu sao duật thành nhẹ nhàng nói không cần cô ấy nhìn thấy anh sẽ không được tự nhiên bên dưới trường đua hạ lão ra cùng hạ hùng khen ngợi minh khải minh khải làm tốt lắm hạ minh khải tự tin đáp ông nội con đã nói rồi mọi thứ giao cho con không vấn đề hạ lạc phong biểu môi chế diễu trận đấu này có thể thắng là nhờ chị yên lâm yên mỉm cười nói chỉ cần thắng trận đấu ông ngoại vui là được đừng tính toán quá hạ hùng tức giận quay sang quát lên lâm yên hạ lạc phong hai đứa đuôi chúng mày làm trò gì thế không những không đua xe sao cùng còn đụng minh khải hên là minh khải lợi hại nếu không thì lần này thua chắc lạc phong liền phản bác bác cả nếu không phải chị yên ở phía trước chặn xe sao anh khải có thể chạy đến điểm cuối hạ minh khải khoanh tay chế giễu nực cười lý do lý chấu đứng bét là đứng bét còn ở đó chém gió lần này rõ ràng là tao dựa vào tài năng để thắng còn dám ở đó giành công lao đúng là đồ vô liêm sỉ nghe vậy hạ lạc phong tức giận anh dương cổ lên cãi lại lâm yên liền xoa đầu lạc phong trấn an được rồi tiểu phong chúng ta thắng là được kết quả mới là quan trọng nhất cô thầm nghĩ trong lòng với lại loại trận đấu trẻ con thế này có gì phải so đo đều là gà vườn trọi nhau thôi hạ lão ra lên tiếng can ngăn được rồi đều là người một nhà ồn ào gì tiểu phong cũng là có lòng phía sau lưng đội zh một cùng bùi vũ đường bước đến nhìn thấy họ hạ hùng tươi cười nói rét thần ông chủ bùi minh khải không khiến mọi người thất vọng chứ rét thần cùng vũ đường ngơ ngác nói ờ cũng được rét thần nhìn lâm yên anh lên tiếng nói đúng rồi nếu trận đấu đã kết thúc chúng tôi muốn đấu một trận vừa hay để đội xe hạ ra xem thử hạ hùng nghe vậy thì thầm nghĩ rét thần là đang muốn đích thân thử minh khải ông liền vỗ vai rét thần ha 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 đương nhiên là được nếu rét thần xem trọng minh khải đó là vinh hạnh của nó minh khải còn không cảm ơn rét thần đã cho con cơ hội minh khải hưng phấn thốt lên cảm ơn rét thần có thể cùng đội xe hàng đầu của Z thần cùng đua. Là vinh hạnh của tôi, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực, không để Z thần thất vọng. Nghe hai cha con Hạ Hùng tung hứng, Z thần ngơ ngác, anh ngẫm nghĩ, tuy Hạ Minh Khải không xứng so với mình, nhưng hắn là anh họ của cô Lâm. Nếu trực tiếp từ chối sẽ khiến Hạ Minh Khải khó xử, e là chị Yên sẽ giận, anh liền lên tiếng, hay là thế này, để Minh Khải đua với chúng tôi, đội xe hạ ra cử thêm một người nữa thế nào? Hạ Hùng liền hỏi, được chứ? Z thần muốn ai đua cùng với cậu? Z thần hả hê nghĩ, như vậy cô Lâm sẽ không giận nữa, mình đúng là thông minh quá mà z thần chỉ tay về phía lâm yên nói to tôi muốn chọn cô ấy hạ hùng ngạc nhiên hỏi lại z thần anh có cần chọn lại người khác hay không cô ta cái gì cũng không biết nếu như đua với cô ta sợ sẽ làm ảnh hưởng đến thân phận của anh z thần ngạc nhiên anh ngơ ngác nghĩ cái gì cũng không biết bọn họ là đang nói cô lâm yên sao vãi lại còn nói ảnh hưởng đến thân phận anh nhìn qua thấy minh khải đang cười khoái chí anh tự nhủ thi đấu với cậu ta mới là mất thân phận đó z thần kiên quyết nói không cần đâu tôi vẫn muốn đấu với cô ấy hạ lão ra quay sang nói với lâm yên tiểu yên tốc độ chậm một chút con tùy tiện lái là được đừng chạy xa quá nghe vậy lâm yên ngơ ngác cô thầm nghĩ hình như mình vẫn chưa đồng ý thì phải mấy trận đấu kiểu này mình thật sự không có hứng thú hạ hùng lên tiếng trách móc tiểu yên đây hẳn toàn là những tay đua hàng đầu trong nước đó lần này con thực sự chiếm hết hào quan của minh khải rồi minh khải liền chế giễu bỏ đi bố cứ coi như cô ta được ra trận thì cũng xem như đua cho vui sao mà thắng nổi bố không cần để tâm đến đợi lát nữa ra trận sẽ biết ai mới là cao thủ Zét Thần cùng Bùi Vũ Đường tức tối nghĩ thầm, đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Zét Thần lên tiếng nói với Lâm Yên, cô Lâm xin mời, biết không thể chối từ. Lâm Yên đồng ý. Đã nói đến vậy rồi, còn không đi nữa thì hơi có lỗi với bản thân mình, hay là đấu một trận vậy? Được thôi vậy chúng ta cùng đưa một vòng. Tốc chiến tốc thắng, Zét Thần tươi cười nói, vậy chúng tôi cũng đi chuẩn bị đây. Hạ Minh Khải phấn khích hét lên. Zét Thần tôi cũng đi chuẩn bị. Lâm Yên tiến đến bên cạnh chiếc xe, bất chợt giọng nói vang lên, làm cho cô ngạc nhiên. Vị nữ sĩ này xin chào cô, đây là danh thiếp của tôi mã vinh là tuyển trạch viên cất tiếng nói chỗ tôi đang tuyển dụng vai diễn cho bộ phim kinh phí khủng quay quanh đề tài đua xe tôi muốn mời cô tham gia ứng tuyển không biết cô có hứng thú không lâm yên ngạc nhiên nhớ lại bộ phim đang chuẩn bị liên quan đến chủ đề đua xe có phải là bộ phim mà lúc trước nói đến bộ phim ấy lăng mãnh là nguyên mẫu và mình đã chết dứt dòng suy nghĩ lâm yên liền hỏi là bộ lãng mãng kia à? đúng vậy ngoại hình vóc dáng của cô đều rất phù hợp với vai diễn tử thần tốc độ ziva vì vậy tôi muốn mời cô tham gia ứng tuyển lâm yên suy nghĩ đến hình ảnh trong cốt truyện phim sư phụ chị đến rồi em có thể đấu với chị một trận rồi trong suy nghĩ lâm yên muốn từ chối không nhận mã vinh liền đề nghị chỉ cần diễn trước ống kính 5 phút có thể nhận được tiền lương lên đến 7 chữ số cô cứ suy nghĩ nghe đến tiền lâm yên quay ngoắt 360 độ cô liền đồng ý mã vinh ngơ ngác hỏi lại ý là sao trong đầu cứ suy nghĩ đến 7 con số tiền cắt xê lâm yên khói chí nói đồng ý rồi anh cứ yên tâm tôi nhất định sẽ tham gia đúng rồi tôi muốn nhắc nhở một điều bây giờ có một nữ diễn viên tên lâm thư nhã cũng giành được quyền ứng tuyển và lại cũng rất có danh tiếng cho nên tôi cũng không chắc là cô sẽ được chọn, chỉ có thể cho cô cơ hội này, không biết là cô chấp nhận không. Lâm Yên ngạc nhiên khi nghe đến Lâm Thư Nhã. Cô thầm nghĩ, vốn dĩ, mình chỉ vì tiền mà tính xem thử, nhưng mà bây giờ xem ra. Không đi không được rồi, Lâm Yên lên tiếng nói, tôi biết rồi, anh cứ yên tâm, tôi sẽ đến mà. Vậy được, cô Lâm nhớ gửi tin nhắn cho tôi, tôi sẽ gửi thông tin qua cho cô, được tôi biết rồi. Mã Vinh tươi cười nói, vậy tôi không làm phiền cô Lâm nữa, liên lạc qua điện thoại nhé. Hạ lão ra bước đến hỏi Lâm Yên. Tiểu Yên, có chuyện gì vậy, Lâm Yên nhẹ nhàng đáp, "Không có chuyện gì ạ?" À? Bất chợt phía sau, tiếng xe đua ùn ùn kéo đến, Lâm Yên quát lên cẩn thận, cô nhanh tay kéo Hạ lão gia vào trong. Chiếc xe đua màu vàng phóng nhanh sát bên người Hạ lão gia, Lâm Yên lo lắng hỏi han, "Ông ngoại, không sao chứ?" "À, ông không sao." Hạ lão gia liền đáp lại, bất chợt chiếc xe thắng lại trước mặt Lâm Yên, nhìn thấy hai thanh niên trong bộ thi đấu màu vàng đen bước xuống, Hạ Lạc Phong kinh ngạc thốt lên, "Chị Yên, là xe của đội Song Kép. Lâm Yên ngẫn người hỏi lại, "Là ai chứ?" Lạc Phong liền giới thiệu, "Chị Yên, Đến cả đội xe song V kép chị cũng không biết hả, bọn họ là một trong những đội xe đua hàng đầu đất nước. Lúc trước khi tham gia giải đấu Ba League toàn cầu đã để thua đội ZH1, Lâm Yên tức tối thốt lên, được tham gia giải Ba League toàn cầu thì giỏi làm sao, thì có thể không có ý thức vậy sao? Ấy, bọn họ đương nhiên là giỏi rồi, chúng ta không đắc tội được đâu. Tóm lại nếu so với bọn họ, chúng ta còn không xứng để sách dép nữa. May mà ông ngoại không sao, nếu không cho dù chúng ta có kiện ra tòa cũng không có ích gì. Nghe nói gần đây họ đã đổi một đội trưởng mới người đó chính là quán quân của giải đấu League ba đó xem ra lần này bọn họ đến đây là để tìm rét thần hai tên của đội song VK tiến đến chỗ rét thần hắn lên giọng khinh thường nè rét thần chạy đến tận nơi này để trốn bọn tôi có vui không tập truyện đến đây kết thúc rồi nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng